Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tiềm lực Attila. Mình là Chocho Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục cuộc chiến của Vương quốc Langoba để đi chinh phục thế giới. Ở tập trước thì mình đã phải phòng thủ một trận khá là vất vả với cái thằng gì đây nhỉ? Cái thằng trông giống như kiểu cái con bọ hung này. Cái biểu tượng nó trông giống như con bọ hung ấy. Mình chẳng biết nó gọi là gì nữa. Đánh một trận hòa, có nghĩa là hết giờ không thằng nào thắng. Vâng. Tất nhiên quân của mình chả mất đơn vị quân nào cả, còn cái đơn vị quân vườn chú thì nó có mất thì nó hết trận nó lại hồi phục lại được các bạn thấy không? Này, nó không ảnh hưởng gì. Còn cái quân mà chính quy này của mình không mất. Và thì mình cũng đã dạy cho nó một bài học rồi. Mình sẽ diệt lốt cái đám tàn quân của nó. Tướng của mày chưa chết thì bây giờ chết. Chúng ta sẽ đô đốc lên cấp. Đô đốc lên cấp. À, chạy à? Chạy luôn. Nó chỉ còn đám tàn quân thôi. Đây là lính bộ binh cận nên là khi nó xuống biển thì nó không ăn thua nữa này. Ở tập trước các bạn thấy là mình cũng phải khá vất vả để có thể nói là hủy diệt. Rồi mình đã hủy diệt được cả hai hạm đội của nó. Nhưng mà tình hình là rất là bàn căng. Quân cán thì có thể là mình sẽ phải tăng cường thêm cái số lượng thuyền pháo nhỉ, 3. Rồi cứ để lượt sau mua. Hết tiền rồi. Thằng này thì với cái thằng... Ô, thằng này nó cũng chiến tranh với thằng này à? Này chiến tranh với thằng Alaman. À, cái thằng gì nhỉ? Markoman. Thằng này thì bây giờ còn mỗi một tỉnh duy nhất. Thằng này thì bây giờ thành bù nhìn của thằng này cơ. Do not waste time on pleasantries. Tình hình rất là căng. Kinh nhỉ? Thằng này mình khôi phục nó lên mà bây giờ nó lại còn bắt được cả đệ cơ. Vớm. Thằng này xếp hạng 5 rồi. Hạng 4. Hạng 3 là thằng nào? Hạng 7. Hạng 10. Hạng 6. Hạng 3. Ấy da. Thanh niên này mạnh phết nhỉ? Không mấy cái tỉnh ở đây thôi mà mạnh thế cả. Tập trước ấy thì mình đuổi cái thằng sắc sông khá mạnh rồi. Bây giờ thì xem nào. Đấy, nó khôi phục được cái tỉnh này. Không sao, lượt sau mình đốt lốt, chiếm lốt. Chuyện nhỏ. À đây rồi, mình có đơn vị quân đây mà. Gì đây? Kỵ binh của... hai đơn vị kiếm, hai đơn vị ấy à? Thôi nhưng mà sau này mình dùng lính speed thôi. Cho thằng này thái tử ấy. Vừa mới thành lập quân đoàn, đánh trận đầu. Để xem hai cái đơn vị kiếm này nó thế nào. Nhưng mà nói chung thì không nên dùng kiếm bởi vì chúng ta còn dùng speed kia thì chúng ta mới chống được kỵ binh. Kiếm thì nói chung nó không chống được kỵ binh. Mặc dù là máu trâu hơn là lính speed. Quân của thằng sắc sông thì rất là mạnh. Ây da.
Đâu, xem linh kiếm của La Mã này. Lại tuyển được mấy anh linh kiếm của La Mã này. Loại 2. Loại 2 rồi. Infantry. Grouped and ready. Battle group awaiting your word. Grouped and ready. Xoay bắn đá. This city is at the brink of ruin. À, con kiếm này nó có cả phi lum nữa, cũng hay nhỉ. Yeah. Bắn đạn nổ, nó làm gì có lính. Nó làm gì đâu có quân đâu mà phải bắn đạn lửa. Giật tới tắt cho anh chết luôn thằng tướng có đạn lẩu phải bắn nó mới thấm được. Sắp xong. Ủa nó đẹp thế nhở, quân nó nhìn đẹp thế này, mũ sắt này. Ui dồi ui ui. Rồi có đạn nổ nó bắn thấm hẳn. Ui dồi ôi. Pháo lã thế này thì sống làm sao được. Lã vào đây. Attack. Ôi thôi. Stop. Lã kiểu này chết con mình. Ở đây rồi. Lá tiếp. Tướng của nó kìa. Lomba Sosman. Đạn pháo này, đạn lổ ấy. Ui dồi. Một vụ thảm sát. Ui dồi. Đúng rồi, thảm sát. Tướng địch đã chết vì đạn pháo. Ui dồi. Man sợ.
À, vẫn còn quân à? Vẫn còn quân thì được. Vẫn còn bộ binh à? Pháo đâu, dã. Liệu nó có ra được đến nơi hay không? Một chiến thắng. Cái bọn lấy kiếm này cũng được ấy nhỉ? Nhưng mà chống kỵ binh thì lại hơi khó. Để xem sau này nó có cái quân gì mạnh hơn không. Mình quả chủ yếu là mình cần cái đội hình Testudo thôi. Khôi phục được La Mã lên đấy. Rất tiếc anh không cần La Mã. Tướng lên cấp đã, trung thành ngọn gió thứ hai. Ui. Mà các bạn thấy chưa? Lấy được cô vợ cộng 2 xảo quyệt một phát là lên đánh đêm được luôn, không phải nghĩ. Đánh đêm ngay, không phải nghĩ. Rồi bây giờ thì chắc mình qua lượt đấy nhỉ. Cho hai tướng này tàn phá khu vực bên này nhá. Tướng này mà mua gần đủ quân chưa? Thiếu mỗi mấy anh Ready for orders. Thiếu mất mấy anh lính gác thành thôi đúng không? Ây chà. Rồi gọi qua lượt, qua lượt. Mình xem quyền lực của mình bây giờ nó hơi thấp. Mình cần phải bổ nhiệm các cái tướng lĩnh của phe mình rồi đã. Để nó tăng thêm cái ảnh hưởng. Đấy, sử dụng hôn nhân là một cái cách khá là hay để chúng ta có thể cô con gái này chưa lấy chồng này. Lấy chồng phát nữa là chúng ta sẽ có thêm một tướng nào đó mạnh mạnh luôn. Thằng này có một thành duy nhất kìa. Chiếm được nước Anh. Thanh niên này còn có 3 tỉnh. Ready for orders. Thôi được rồi, qua lượt đấy. Kỹ năng cho nên nhân vật này dễ nhìn, nói tục, ảnh hưởng của cá nhân. Tướng này chỉ số cũng ngon phết mà nhỉ. 36 tuổi, trẻ mà nhỉ. Cho cầm quân. Cho thêm một phát xảo quyệt nữa để đánh đêm. Đấy, tướng này cũng được ấy. 36 tuổi là được ấy. Sao mấy thằng này vẫn còn toàn lính để đầu này. Toàn lính để đầu thì hung nô nó đập chết. Thanh niên này đến gác đây đã. Cái vùng này cái độ màu mỡ của nó cũng khá. Ngoài ra có một mỏ vàng. Sắt thì mình đã có rồi.
Thằng đệ này nó xây cái lò luyện sắt ở đây nhỉ? Ồ. Khu vực phía dưới này thì thôi được, qua lượt đã, để bổ sung quân cho các cái hạm đội phía bên dưới này. Phía bên trên thì chắc không cần nữa, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ tiến xuống phía dưới này. Thằng An Tây này thì có cái gì mà phải sợ? The sword was drawn, but now it's bloodied. End this feud. We offer peace today, or the sword tomorrow. Không cần. Mình muốn kiểm soát được cái vùng đấy. Muốn kiểm soát đảo Anh. Hiện tại bây giờ thì cánh các cái nhánh quân của mình ở phía phía nam này thì mình không duy trì nhiều quân đội, nhưng mà hạm đội của mình khá nhiều. Góc độ nào đó thì mình vẫn có thể phòng thủ được. Đúng. Trong trường hợp có chiến tranh là mình vẫn có thể phòng thủ được. Rồi, Sassanid đã tiến tận đây rồi. We see little profit in further bloodshed. You have fought with honor, but it is time to staunch deep wounds. 3.000 nó vẫn chịu. 3.500. 3.000, thôi được rồi. Thằng này nó không chiến tranh với ai nữa. You have brought this on yourselves. Your people will curse your name when rivers run red with their blood. Anh khôi phục mày lên, mày lại dám tuyên bố chiến tranh với anh à? Được. Giết hết. Thằng nào láo giết hết. Ui ồ. Khu vực châu Phi bây giờ là một cái khu vực bất ổn này. Gia tộc của chúng ta. Nâng cái này lên nữa. Đâu rồi? Lên tường thành nữa, bổ sung quân. Chỗ này có 6 10 cái thuyền pháo, còn lại là thuyền đâm húc. Để ta xem thằng nào dám vào đây đánh nhau nào. Hạm đội này có mà thánh chả dám đánh luôn. Cái này để có thêm vệ sinh. Vệ sinh là thêm một cái nhà thờ nữa là được. Ready for orders. Thirsty for battle. Tiến quân quá nhanh sang phía bên này, sợ mình không có tiền. Không đủ tiền. Ready for orders. Bây giờ mình tấn công vào đây. Ăn đấm nhỉ? Lo nhất là bây giờ chúng ta lấy đâu ta tướng nào có thể chỉ số tốt để có thể, nếu như tướng huyền thoại thì hy sinh. Tiền của mình thì cũng cạn dần rồi đấy. Ờ, hết tiền để mua quân rồi. Không xây dựng được. Nhưng dù gì thì dù vẫn cứ phải nâng cái công trình dưới này trên lên nữa. Vẫn phải lên cái tường thành này nữa. Để có quân đồn trú thêm. Ba thằng.
Ai da. Ready for battle. Your next command? Không có, lại xây nhà lính. Không có. Quân của mình đang bị thương, chưa ăn được. Cọc nó chạy văn. Xem nó định làm gì. Đánh vào đây à? Chắc không có gan nó. Cái thành này thành to nó không ăn được. Đúng rồi. Thành to. Có cả tường thành nữa. For the tribe. Warriors all. Thanh niên này còn có 3 tỉnh. Trận chiến đầu tiên. Nhà vua của chúng ta lên khử bọn này nữa. Francisca Hispan à? Quân sư phong à? Đừng quá chăm lo cho các nước chư hầu kẻo chúng mạnh hơn ta khỏi tầm khống chế và biến thành con thú hoang hung ác. Ồ. Một triết gia lịch sử đã nói câu đấy à? Có vẻ rất đúng cả trong trò chơi đấy. Ai giả thành của nó. Hướng nhỉ? Cái thành phương Bắc này nó... Thủ phủ của nó đây à? Phá mấy cổng liền kìa. Tháp canh mà bắn không tới đâu. Rồi. Lật đây đi. Thì cần có thể bắn cả cái tháp canh bên cạnh. Bắn đạn lửa. Nó có cả lính kiếm. Bọn Nam Mã nó có lính kiếm. Ôi rồi bao giờ mới lên được Lombard Swordsman nó đến Chosen. Bao giờ lên được lính xịn nhỉ. Bắn đây cho anh. Bỏ hit Firewood này. Ở đây 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 đây. Ôi xong rồi. Dễ đi mất một khẩu pháo lắm này. Nó chả sai tí nào luôn. Năm mươi. Chúng nó đông lắm. Thôi đi mất hai khẩu pháo. Bọn này nó bắn cực chuẩn. Chưa sập may quá. Mày chết luôn. Mày thích đứng ở trên đấy à? Bắn vào đây cho anh. Đục luôn được một lỗ ở trên tường à? Tuyệt thế, chết sạch đám cung của nó. Mất một khẩu pháo của mình. Bọn này toàn thờ thần chiến tranh hết à? Bảy mươi phần trăm bắn đạn này sát thương nó cao hơn so với đạn kia. 50 hay 70 thì cũng hai phát mới sập. Cháy hết nhà của nó rồi. Ôi đây cũng có tháp canh đây. Tốt rồi. Tường.
thủng một lỗ này là được rồi. Bảy mươi mốt một phát nữa là sập lốt rồi. The gates are destroyed. Forward. Xem cái tháp canh nó bắn đến đâu. Đến đây. Hai cái tháp canh bên kia nó bắn cũng đến. Ui. Chó thật. Chả trúng phát nào. Cháy ở Mỹ luôn. 42%. Nó bị cháy lan như thế nào đấy mà nó lại cháy 42% nhỉ? Vua của chúng ta lại cầm quân đánh trận như này nguy hiểm lắm. Tốt, tốt rồi. Bắn đây. Cháy hết nhà nó luôn à. Đây, có cái tháp canh đây. Tầm bắn không tới á? Tới mà. The enemy have rallied their units. Nó bị khuất tầm nhìn à? Hay cái gì? Đây, bây giờ nó mới bắn được. Mình mới bắn hết có một gần một nửa cơ số đạn nữa mà. Tướng của mình được búp, búp rất mạnh cho quân. Đội kỵ binh này nâng cấp mấy lần liền, từ cái đội kỵ binh đời đầu bây giờ nó lên đến kỵ binh đời cuối luôn. Cháy hết khu định cư của nó rồi. Bắn đi. Lạp tên lên nhanh nhanh anh nhờ cái nào. Bọn này lạp đạn lâu vãi.
lắm không tên quá nhỉ. Bọn này làm không tên thế. Nó bắn cầu vồng, sợ sợ lắm. Với cả đó, cứ lén tên đi, bắn cung và lén tên đi. Còn tên nữa không? Bắn tiếp đi. Bắn đi thật xem là có tên nữa không? Rủ tên xuống đầu mình. Rớt lốt mấy con ngựa nữa là cho kỵ binh vào cản lốt mấy thằng cung tên là xong. Ô, kỵ binh của mình đuổi nhanh thế, vào tận trong này rồi cả. Ai dở ôi. Bằng cách nào mà kỵ binh của mình chạy vào tận đây rồi. Xong. Xong con ong. Kỵ binh của mình quá nhanh. Đánh nhau với thằng Francisca Hispan của nó là lính dìu à? Lính dìu mạnh nhất của thằng Phanh các bạn ạ.
Hồi chơi Tây La Mã là mình cũng hay tuyển mấy dìu này ở thằng đệ phanh. Sao tướng nó chạy ra đây rồi? Bậc thầy giáo Vinh Zemanic. Nó ra đây thì mình ra đây luôn. Mà anh chưa giết được hết bọn cung này và càn chết cho nó đi chứ, để sống lay lắt. Này, để nó đánh cho quân của mình thế à? Kéo cờ lên đánh sập hai cái tháp canh xuống. Canh bắn ngựa mình chết nhiều quá nhỉ. Chủ yếu chết mình chết hay bị chết thì do thắp canh thôi mà. Sập hai thắp canh xuống. Chưa sập rồi. Mày nhiễu. Rồi, ra đây giải quyết lốt thằng tướng nó. Để đội kiếm này, đội kiếm này chưa lên được đến đời cuối mà nó đã mạnh như này rồi. Chả biết lên đời cuối thì nó còn cỡ nào. Nó thằng kia bỏ chạy rồi. Thằng kia bỏ chạy rồi. Xong phim. Khôi phục nước Anh đây này. Thôi, mình cần hôm nay mình muốn tự chủ nguồn sắt ở đây. Cái này thì không cần. Có công trình vệ sinh dịch tễ là ổn rồi. Bọn này cũng biết xây đấy. Phạm vi di chuyển cộng 10 này. Úi dồi ôi. Lâng một phát đã vào xảo quyệt. Úi dồi ôi, vua của mình chỉ số này. Liệu có thể ngon hơn được nữa không? Tất cả các chỉ số đều màu xanh. Không biết sợ ai vì được ủng hộ. Trung thành, tiếng thét xung trận cấp 5. Vãi nhờ, tưởng cái này ai mà đỡ được. Tấn công. Từ từ. Nó có thuyền pháo, thôi kệ đó. Tướng mình giết tốt. Dương cờ tôn kính, xảo quyệt cộng 1. Thằng tướng này bao nhiêu tuổi? 43 tuổi à? Tên nó là gì? Ấy. Đây này, nó có sẵn cái này. Tên nó là Armin Friedrich chứ gì. Đâu nhỉ? Đây. Chính khách. Không phải
Army. Đây đây đây. Trung thành của nó đang giảm đấy. Mấy đằng này trung thành thấp á. Quyền lực của mình hơi thấp rồi. Cho tướng tá đi đánh nhau thì mới lên được quyền lực rồi. Đằng này là con dê của mình đúng không? Con dê của mình. Ngon thì vào ăn, ăn anh ấy. Sắp chuẩn bị mình sẽ tấn công lốt thằng này. Nhưng mà bây giờ thì chưa phải lúc. Cứ để... À... Cho thái tử đi đánh trận để nó... Lên kinh nghiệm tí đã. Có xảo quyệt cộng 6 rồi này. Quân đoàn mới thành lập mà cho đi đánh có vẻ hơi căng đấy. Quân nó không mạnh lắm. Nhìn xem bọn này nó mạnh hơn hẳn. Không đánh thì không lên cấp được đâu. Lên thôi kệ, xử lý chỗ này đi. Thành này là thành to hay thành bé? Thành cấp 3 thì chưa có tường thành. Chờ một chút xíu đã để mình giải quyết lót cái khu trên này đã thì mới đánh tiếp thành đấy được. Tình hình ngoại giao xem nào. An Tây không làm gì hết. Burundi không sợ. Speak your speech. Mình không muốn chiến tranh lắm. My friend, be welcome. The spirits of this place smile upon you. Tạm thời bây giờ mình lại giao thương để kiếm thêm tiền á, nếu không là ai già Sassanid hạng một server. In time, two things always. Ôi, giao thương với thằng này được nhiều tiền thế. Qua rồi, qua rồi đó. Xử lý dứt điểm thằng Phanh đã để thống nhất phương Bắc. Thằng này nó sắp muốn chiến tranh mình rồi. Nhìn cái kỹ điệu mà nó cứ đi ám sát mấy thằng em thầy tu của mình đã biết rồi. Chiến tranh chỉ là vấn đề thời gian. Điều đó là chắc chắn luôn. Hung nô. Trời ơi, cái thằng hung nô này mình bảo nó chiến nó đi đốt phá dưới kia mà nó chả chịu đốt cho mình nhỉ. Sassanid lúc nào cũng mạnh. Sassanid thì đúng là chỉ có cách là dùng hung nô mới tiêu diệt được.
hoạt động tình báo của địch kìa. Phe phái Slavenia đã bị hủy diệt, kỳ hạn làm việc đã hết. Khoản hối lộ lớn. Quyền lực của mình đang bị suy giảm rất lớn. Ủa, vợ của ông tướng huyền thoại chỉ số điểm uy tín cao thế nhỉ? Đảm bảo lòng trung thành chúng nó lên đã. Cái này tuy nó không được nhiều lắm nhưng nó lại tăng lương thực. Quân của thằng Phanh đi đâu hết rồi nhỉ? Quân của thằng Phanh đi đâu hết rồi? Chẳng thấy quân đâu. Nó rút hết quân, nó đưa hết quân sang bên vùng bên kia rồi à? Sự tàn phá. Với Bắc này thì mình lại khá là thân thiết với bọn này nhỉ. Thân ai đấy lo thôi. Chừng nào mình vẫn còn chiến tranh với mấy thằng kia thì nó vẫn còn thân với mình lắm. Người căn bản này, bọn này. Đúng rồi. Lính kiếm hay lính spear nào? Warriors all. Aidan Kitsden. Bậc thầy giáo binh mạnh lắm đấy, xuất sắc giáp. Nó cũng không mạnh gì hơn so với giáo binh thường mấy. How may I be of assistance? Sang đây để cải đạo này. I could do more. Nhà lập pháp thẩm quyền này. Vẫn xấu, cơ hội thành công. Như cái này của nó lại được. Đâu à? Lâng tường thành lên cấp 4 này. Là có tường thành luôn đúng không? Có tường thành thì nó không dám vào công mình nữa. Cái này chỉ có xây công trình tôn giáo thôi. Chờ phía Bắc thằng thanh niên này nó xử lý xong thằng Phanh đã. Xử lý xong thằng Phanh thì bắt đầu mình sẽ xử lý nốt bọn này.
Sao lại có cái hồ nước ở đây? Con này nó dỗi quá, không có việc gì làm thì nó ra đây nó câu cá à? Ôi dồi ôi. Cái trả thành của nó cũng chất đấy. Thành này mà phòng thủ thì cũng dễ thôi. Đúng rồi. Thành này phòng thủ rất dễ. Không biết là có nên dùng lính giáo này không hay là chuyển sang đội lính kiếm của La Mã nhỉ? Bởi vì thằng đệ của mình nó có cả kiếm rồi. Lính kiếm này thì nó chống kỵ binh hay lại không chống được kỵ binh. Nếu mà công thành thì cũng không cần. Lính kiếm thì nó khỏe hơn. Mình không cần xông ra thì nó vẫn phải ra thôi, nhưng mà phá cái tháp canh của nó các bạn. Nó không có nhiều tháp canh lắm. Ui dồi, phía bên ngoài này của nó cũng có tháp canh này. Thành nó to và rộng thế nhỉ. Ui dồi, tận đây cũng có tháp canh. Ok ok ok. Ambush troops have been detected. Đội kỵ binh của nó thông minh phết. Cháy 21%. Ai già. Ai chà, đúng quân nhỉ? We have discovered the enemy's hidden units. It's an ambush. Thôi kỵ binh lùi lại đi. Kỵ binh lùi lại đây bảo vệ pháo. Lã chết bọn quân thủ nó chạy. Quái. The enemy are losing ground. Cứ lã vào pháo nó bắn này đánh này sướng, cứ đánh theo đội hình nhiều lúc nhạt quá. Anh Francisca Hispan đâu ạ? Mấy con ngựa của nó kìa. Liều. Long Bastos Man đâu rồi, xông lên. Tớ nó đang mỏ già. Nó định xông vào ăn mình. Thằng này liều. Kiểu này cho nó vui, nó phải máu me thì cũng đánh nó không chết quân nhạt. Phá tháp canh đi, khởi đội tuyển thủ nó chạy rồi. Lomba Sosman Francisca Hispan à, không phải sợ nhá, xong luôn tướng đó.
phần gì đội hình. Gặp phải mấy thằng chén này nữa. Khổ luôn. The enemy tower is no more than wreckage now. Chém chết luôn mấy thằng kiếm của mình. Mình vẫn mong chờ cái ngày để nâng cấp được đội lính kiếm đời cuối lên mà lâu quá. Nhận là công nghệ nó là cả một vấn đề thôi. Phải nâng cấp lên đến phải công nghệ đời cuối mới có thể đánh được. Nó cũng hơn 1.000 quân chứ nhỉ. Kể thì mình cứ dàn quân ở ngoài chờ nó đến thì cũng đánh được thôi. Mà đánh kiểu thế nhạt quá. Bởi vì mỗi trận này hồi lượng quân của mình hồi cũng nhiều mà nên nó không sợ. Quân này nó khả năng phục hồi của nó rất nhanh nên nó một cái lợi thế. Một cái lợi thế không nhỏ. Đấy. Mình cho phép đôi khi mình được phép đánh ẩu một tí. Sửa đi xong đầu xây dựng lại. Thằng này nó xây cả ba công trình đều ưng ý mình luôn, không phải phá. Thành cuối cùng chiếm lốt đã. Sau đó sẽ giải quyết đến thanh niên này. Hai quân đoàn này sẵn sàng rồi. Sẵn sàng chuẩn bị cho trận chiến. Ready for battle. Tăng giáp lên này. Ready for tiền không tăng được. Thống đốc. Thống đốc. Tốt rồi. Khỉ gió thằng này nó cứ chạy lung tung nhỉ. À đúng rồi, vào đấy đi. Chết chùm luôn. Cái thằng đệ của mình nó làm cái trò gì mà nó đứng hết đất của cái thằng kia nhỉ? Hay là nó muốn đánh nhau đấy? Thích đánh nhau cũng được. Anh sẽ cho mèo nhau. Xử lý dứt điểm cái thằng Ostrogoth kìa đó. Chẳng hiểu sao nó lại còn một cái thằng quân du mục. Xem tuyển được anh lính kiếm nào. Ngựa, ngựa cùi đầy đầu. Chứng tỏ thằng này nó xây cái nhà lính gì nhỉ?
chuồng ngựa. Không xây nhà lính, xây chuồng ngựa. Xây nhà lính phải anh tuyển được mấy cái thằng lính xịn của mày không? Thirsty for battle. Lên đây cho anh. Chuẩn bị chiếm một phát hai làng này luôn. Đây, mỏ sắt. Thái tử ở đây à? Thái tử ở nó đóng quân ở đây à? Những cái thành ven biển này nó có một cái khó là nó không có cái kiểu thành bao quanh, có hai lối vào, nhưng mà các cái thành mà mình đang đánh rất là khó để cho cung thủ bắn. Ôi, mình cũng chọn thời tiết à? Đánh toàn sương mù này, nhìn thấy gì mà đánh. Đấy, những cái thành như này này rất khó phòng thủ, có mỗi cái lối vào duy nhất ở đây. Trận này chơi thế này cho nó nhàn. Cho chúng nó xông lên, mình chỉ việc đứng đằng sau phòng thủ. Kỵ binh thì đứng ở đâu đó chỗ này, khi cần móc lốt nó. Tắt fire wheel đi. Chỗ này toàn sương mù, nguy hiểm quá. Rồi đó, đầu tiên mình phá cái tháp canh kia thì phòng nó bắn được. Phải chạy ra đây mà. Ờ, tốt rồi. Fools, wiser men would flee before our numbers. À, chả cần nữa. Bắn cái tháp đi tận tận mồ khơi đấy làm cái gì nhỉ? Bắn bọn này đi. À, bắn tên lửa hôn phết nhỉ. The tower has been destroyed. This bodes well. Sương mù dày đặc. Cháy rừng chết quân của mình đấy chứ nhỉ. Nó hôn phết đấy. Này học ở đâu ra mà khôn thế? Tộc Germanic. Thằng này là thằng tướng. Beware, our hidden
Cháy rừng nó cháy búa cả xe của mình. Phôn phết, bọn này được. Bọn con tên này được. Ai giả. Chạm sát lên tầm xa này. Để bọn này nó xông ra đấy. Đây rồi. Tấn công anh à? Mấy con ngựa của mày mà đòi ăn với anh á? Bị lén nào sắc mà nick mà đòi ăn được cái kịp này à? Ui tôm. Lén vào cho lén đạn vào đây á, cho nó khỏi bắn tên mình à. Nhiều mà bắn tẹp luôn. Enemy units have returned to the battle. Swift horsemen. Kỵ binh khỏe phết nhỉ. Nó cung thủ còn có một thằng mà nó không chạy chứ. Sợ. Tay. Thằng bọn ngoài kia đã đang vào đấy. Bắn bọn này nào. Bọn tầm xa này cũng quan trọng. Trời ơi. Chết cho nó chơi. Mày định tấn công binh của anh á? Định tấn công kỵ binh của anh à? Cái quái nào mà cung thủ nó lì đòn thế? Làm đội ngựa mình chạy mãi không? Ôi! Mày chết! Nó lì thật! Bắn như vậy mà nó vẫn không sợ. Láo này. Ăn làm sao được, kỵ của mình hơn hẳn. Cái chính là tướng của mình bút cho quân mạnh. Lính speed anh cũng đập nha. Không phải xoắn. Rồi. Thôi không rảnh đánh bọn speed này. Giải quyết lớp mấy thằng cục tên này đấy. Lính đổ bộ nó đang vào. Refuses to admit defeat.
Their unit has rallied. Một đám quân địch đã lấy lại tinh thần. Lấy lại thì xong lên đây. Mày này. Phải cho kỵ binh của mình tác chiến một tí. Toàn thấy mấy anh cầm kiếm anh đi sọc chém, chả mấy khi được kỵ binh để đánh nhau. Rồi. Còn thằng nào nữa? Hết rồi. Nó có thuyền pháo nữa mà. Hô, nãy giờ mình còn chưa cho cái đội Long Bè này ra nó tấn công nhá. Mấy vẫn chỉ là mấy thằng mấy thằng này chạy đến rồi lại chạy đi à? Rồi xong. Cậu kỵ binh rồi. Lại bắn đạn lửa. Kỵ binh rồi, lên đây. Nó còn mấy cái thằng lính cùi kia. Lại đốt để cháy mất mấy khẩu pháo của mình nữa mà. Nó đốt rừng anh em ạ. Nó bắn tên lửa để đốt rừng. Dăm ba cái thằng điên này thích chết à? Rồi đợi cung nó xong. The unit's ammunition is spent and it can no longer fire. Dìu nó đến rồi. Chém luôn. Hết tên à? Hết tên à? Đám này làm sao đánh được bộ binh hạng nặng này được? Đánh hải quân, đánh thủy quân chiến đánh làm sao được bộ binh hạng nặng? Ôi dồi ôi. Chơi tỏi, chui vào giữa. Cắt đầu, rồi. Xem bọn này nó đánh man dợ lắm. Chạy đi đâu? Dư binh của nó kìa. Ui.
chém luôn nó đứt đầu rồi. Bọn này toàn phay đầu rồi, sợ quá. Thôi được rồi, thằng phay chính thức là báo biên rồi. Đội kỵ binh của mình trận này làm việc vất vả thật. Chết có 170 đồng xí nhưng mà chinh phục rồi, không cần chiếm luôn. Thằng phanh còn thành ở đâu? Phá đi để xây công trình vệ sinh dịch tễ đó. Từ đây sửa cái này trước. Không được, vẫn phải lượt lượt sau mới sửa được. Hết tiền. Hết tiền. Kiểm soát được cái vùng này là cũng ổn đấy. Cho cái hạm đội ra đây ạ. Nâng cấp cái thành này lên cấp 4 để cho khỏi chết. Phía bắc cái thằng này nó kiểm soát hết rồi. Thằng này thì chơi với mình. Đang cải tiến. Mình đang chiến tranh với sắc sông. Nó chiến tranh đây. Không chịu à? Ây da, ông đệ này của mình để xuống tận đấy để gây sự, bây giờ chiến tranh vạn xạ rồi đấy. Đế quốc Đông La Mã sắp đến hồi suy vong. Sassanid Ascum chiến tranh với Ascum. Hết tiền. Nghèo quá nhỉ, bây giờ mình đang gặp vấn đề về kinh tế rồi. Ready for battle. Đô đốc à? Khỉ thật, cái thằng này nó cứ chạy lung tao thôi. Xuống châu Phi bây giờ mệt lắm. Xuống cũng được nhưng mà thấy không cần thiết lắm. Nên là ai giời. Gì? Mấy thằng này định trèo đất của anh làm loạn à? Ai cho chúng mình trèo lên? Đó là quân Li-Fi, La Mã đã bị diệt, lòng trung thành đang dao động. Mấy thằng này 78 tuổi rồi còn chưa chết. 44 tuổi.
không đủ thẩm quyền để có thể ready for orders. Hồi chắc cũng lâu rồi nhỉ. Đây phát đã xem là có vẫn chỉ có linh giáo không? Thêm hai thằng linh kiếm nữa này. Chơi linh kiếm cho nó chất nhỉ, máu trâu hơn, cũng có đội hình pha lăng. Chỉ có mỗi một điểm là nó không nó chống kỵ binh kém. Nói chung lính kiếm thì cái khả năng chống kỵ binh không thể tốt được. À, tấn công ở đây à? Thông minh đấy. Thằng này lùa mãi không xong. Đánh chiếm thành này phải một lượt nữa mới kết thúc được chuyện này. Tướng cả tư tuổi, ông này rất là mạnh đấy chứ. Khát vọng này, trung bị, trung thành này. Tướng này mà kể ra mình để còn trẻ trẻ mình cũng để luyện đấy. Lên đây phát nữa là đẹp trai đúng không? My skills are yours. My skills are yours. Ôi trời. How may I be of assistance? Mắc à? Mắc số lượng tối đa là mấy anh vung nô này sao không thấy đi đánh nhau nhỉ? We will talk and then bảo we will đánh nhau với thằng phanh này xem nào. Đúng rồi, run tê nữa. Nó đứng chỗ này thì chắc nó sắp đập nốt thằng phanh rồi. Thằng phanh đâu đó còn tỉnh chỗ này đúng không? Nó lại ám sát chết thầy tu mình chứ này kìa. Cái thằng này là muốn chán đời, chán sống lắm rồi. À, phanh còn hai đơn vị quân tàn tạ này. Không công nổi mình, chạy lông nhông ở đây. Khu vực phía nam thì bây giờ là ổn rồi. Không phải lo nữa, bây giờ mình phải lo phát triển kinh tế đấy nè. Quân đội của mình quá đông.
có hung nô nó bảo vệ lãnh thổ cũng hay nhỉ. Nó cứ chạy trên đất của mình này, nó có thằng nào láo nháo là nó khử ngay. Nó chiến tranh với hầu hết các phe đây nè, cũng có một cái lợi đấy. Chết rồi, Sassanid. Join your mighty strength with ours in this struggle. I ask for my people. Mình tính đi em, chưa phải lúc. Anh đang cần hòa bình với mấy thằng châu Phi ạ. Đưa quân lên đấy làm gì? Thiến à? Thiến luôn. Cho mày khỏi. Bổ nhiệm nó vào cái chức này cho nó khỏi làm loạn. Đô đốc. Căng nhỉ. Xây công trình vệ sinh dịch tễ. Thirsty for battle. Ready for battle. Move out. For the tribe. Get to it, men. Quả đánh phối hợp luyện cấp cho cả ba tướng hết. Cả ba thằng tướng này đều cấp rất thấp. Faster, damn you all. Không được. Set up a watch. Warriors all. Không sao xông được à? Ôi nó toàn giáo binh. Quân của mình thì đã bị thương, không đuổi nó thì đến bao giờ mới gặp được? Không đuổi nó thì đến bao giờ mới gặp được không? Hai đội ngựa. Ôi giời, được. Trống vắng chiều nay như này thì tốt rồi. Ném bom chết hai đội kỵ của nó đầu tiên, sau đó thì cho kỵ binh của mình đi quẩy hai cái con thằng cung của nó. Rồi. Bọn này phòng thủ cận chiến của nó cao phết đấy, à giáp nó trâu phết đấy. Tuyển được mấy anh kiếm của La Mã này thì cũng chất. Chưa kể nó còn có thể ném phi lưu nữa. Bọn này có vài đội đánh được phi lưu này. Bậc thầy giáo binh Jack Manic. Cái bọn Long Ba này nó không có phi lùm để ném nhỉ. Có phi lùm cũng là một cái cách hay để phòng thủ đấy chứ đùa đâu. Mình có thể ném phi lùm sau đó mới bật đội hình lên cũng được mà. Cách nhanh nhất để hạ chúng nó là đây, giải quyết bọn ngựa này.
be spotted! Fast at speed! Úi dồi, thấm thế! Thấm! Ôi, gần đi rồi! Gần đi một đạo à! Bỏ chạy luôn à! Quay lại. Quay lại đúng lúc rồi. Quay lại đúng lúc ăn đòn. Nó chơi đội hình giãn cách này. Đùa chết bọn kỵ binh của nó trước. Xong rồi đấy. Úi dồi ôi. Nó lung lay tinh thần. Chuẩn bị lùa hai thằng cung tên nó cho anh. Lã tớ nó. Đội ngựa nó xong rồi. Thôi, khỏi cần lã cái con ngựa này. Úi dồi ôi. Tướng ăn no đạn pháo luôn. Có vẻ quân của nó cũng khá mạnh nhỉ. Sức tướng của nó ăn đạn pháo chết à? Sống làm sao đây à? Ôi mấy thằng này lại đang điên cuồng chém giết rồi. Điên cuồng chém giết. Kill. Còn nó bậc thầy giáo binh Bắc Âu ấy nên là nó cũng lì lắm. Đùa đùa. Thằng này còn kiểm soát được không? Kiểm soát được thì vào đây đánh nhau. Lại nổi điên rồi à? Cánh bên này lát rồi, chúng nó lát hết rồi. Quay chúng nó lại.
infantry. Quay cho nó lại. Đúng rồi, nổi điên đi, bây giờ thì nổi điên tốt rồi. Bây giờ thì cái nổi điên tẹt lên. Rồi. Mình truy đuổi nó thế này thì chắc là diệt được hết nó. Quân đoàn này là quân đoàn mới thành lập, mà đánh như thế này là tốt rồi. Nó chưa được hỗ trợ một cái gì cả, tướng thì tướng cấp 1. Sao vẫn chưa hết nhỉ? Warriors all! Thirsty for battle! Ready for orders! Destroy them! Giết luôn! Không biết đã hết chưa nhỉ? Chắc là xong thằng Ostrogoth rồi. Warriors all! Chắc là vậy. Đàm phán hòa bình à? Hungno và thằng này đàm phán hòa bình nhá. Ostrogoth đã xong. Đúng rồi. Phải thế chứ. Không tới. Hồi quân nhanh à? Thắng trận phát là hồi đầy quân luôn. Nó vừa ám sát mất em thấy tu của mình à? Tướng lên cấp. Nếu sát thì mình cũng đang cần thầy tu ở khu vực này. Chưa tuyển được. Vô lý nhỉ? Thuế xuất. Cấp tiến. Sao đây cho anh? Well met. What do you wish of me? Mua được thuyền pháo và thuyền... Cái thằng Long Bay này... Quân của nó hơi củi. Kỵ hải quân của nó hơi củi. Thông minh 35 tuổi, thông minh. Giỏi phết rồi đấy. Thông minh là nó sẽ tăng một xảo quyệt luôn. Bọn này không dám vác quân lên đánh mình rồi. Ủa gì dám vác quân đánh. Chắc cờ thì cứ làm thêm một cái hạm đội nữa đấy nhỉ. Ở đây có thể thêm được một hạm đội nữa mà. Vậy là xong. Thay bọn lính kiếm cũng hay. Mình có khả năng mình sẽ bỏ hết bọn lính Speed đi thay bọn kiếm này vào. Đi đánh nhau nó sẽ lợi hơn. Bọn Speed kia yếu quá. Còn nó công nghệ nữa, bao giờ mới lên được 9 lượt nữa chúng ta sẽ có đội cung đời của đội lính đời cuối và cung lên đời cuối luôn. Mấy chị An tốt mà. Tại sao Hungno lại không
không chiến tranh với thằng này nữa nhỉ. Mình đang định mượn đường để đánh thằng này. Be welcome and may God bless your words with appropriate peace. Trả cho mình 3.000 để hòa bình. Trả cho mình 3.000 để được hòa bình. For the tribe. Nhiệm vụ của mình là như nào nhỉ? Đánh bại 40 phe phái thì hình mình đã đánh bại được 12 phe phái. Cũng gớm đấy chứ nhỉ? Kiểm soát được 10 tỉnh trực tiếp hoặc cướp phá hoặc cướp phá sạch 5, hiện tại 4. Quái già. Nghiên cứu công nghệ 40 gần đạt. Nắm giữ ít nhất 20 khu định cư và tôn giáo chiếm ưu thế, hiện tại có 5. Ôi, chắc chắn một điều là không thể lên được cái công nghệ đấy. À, lên được nhưng mà chắc là mất cơ số thời gian. Bậc thầy giáo binh Germanic. Mình bây giờ hết tiền rồi. Ready for battle. Lượt sau là đánh đồng loạt cả ba thành ấy. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.